Bèo hoa dâu còn được gọi là bèo dâu, tên khoa học là Azolla, là thủy dương xỉ nổi tự do. Chúng nổi trên mặt nước và cộng sinh với loài tảo lục, hay còn gọi là vi khuẩn lam. Là loài thực vật đã xuất hiện từ rất lâu, sống trên mặt nước của các ao hồ nước ngọt ở nước ta. Do có kích thước nhỏ và có phần bào tử mang nhiều phao nổi, chính vì thế chúng nổi bám quanh trên bề mặt nước rất nhiều. Bèo dâu có phần thân rễ phân nhánh và có hệ lá khá nhỏ, khoảng 2mm. Cây có phần tầng trời và nhờ đó cành có thể tách ra và trở thành cây sống độc lập với nhau. Đây cũng chính là phương thức sinh sản của bèo hoa dâu. Từ lâu, bèo hoa dâu được biết đến là một nguồn phân bón rất tốt cho lúa, thường được thả vào các ruộng lúa để bổ sung lượng phân đạm tự nhiên cho lúa và giúp các ruộng lúa chống được khô hạn. Những năm gần đây, khi mà các vấn đề về môi trường sinh thái được đặt ra khắp nơi, người ta bắt đầu tìm kiếm các nguồn phân bón tự nhiên để thay thế cho phân bón hóa học. Và họ tìm ra nguồn dinh dưỡng rất lớn từ tự nhiên như kali có trong thân chuối, tro bết, nitơ có trong các loại cây họ đậu có vi khuẩn nốt sần cộng sinh, và một nguồn nitơ rất lớn trong bèo hoa dâu. Là một nguồn nitơ tự nhiên nên tiềm năng nông nghiệp của loài bèo này rất lớn. Bèo hoa dâu được sử dụng như một nguồn phân bón sinh học cho lúa và các loại cây trồng khác. Rất nhiều nghiên cứu đã cho thấy việc bón phân xanh từ loài cây này cung cấp tới 40-60kg nitơ trên 1 hectare đất trồng. Đặc điểm quan trọng trong việc sử dụng bèo hoa dâu là một loại phân sinh học cho cây trồng là do chúng được phân hủy nhanh trong đất và nitơ từ chúng được cây trồng hấp thụ được một cách dễ dàng. Bổ sung thường xuyên bèo hoa dâu vào đất trồng giúp cải thiện và nâng cao chất lượng đất, làm cho đất tơi xốp, nhiều mùn, giữ ẩm lâu và giàu dinh dưỡng hơn. Từ đó hỗ trợ sự phát triển của cây trồng, hạn chế được nguồn đầu vào hóa học rất lớn. Ngoài việc được sử dụng làm phân xanh để cung cấp đạm cho cây trồng, đây còn là nguồn thức ăn giàu dinh dưỡng cho các loại gia súc, gia cầm, các loại cá và đặc biệt là dùng để nuôi ốc bươu đen. Bèo hoa dâu chứa 25-35% protein trong trọng lượng khô và giàu các amino acid thiết yếu, các chất khoáng, vitamin. Sự kết hợp hiếm có của giá trị dinh dưỡng cao và tốc độ sinh sản nhanh đã khiến nó trở thành nguồn thức ăn thay thế hiệu quả và tiềm năng cho các loại vật nuôi. Bèo hoa dâu trong đông y là một bài thuốc có thể chữa trị một số loại bệnh khá hiệu quả, với tính cay và lạnh, có công dụng phát hẳn, giải biểu lợi thủy tiêu thủng. Ngoài ra còn được nghiên cứu để sản xuất cao dược liệu. Cao bèo hoa dâu có tác dụng làm chất kích thích hệ miễn dịch, thải độc do phóng xạ, nâng cao sức khỏe, dự phòng trong điều trị ung thư. Là một loài thực vật mộc tự nhiên, với khả năng nhân sinh khối và phát triển mạnh nên sẽ thu hoạch được từ sau 15-20 ngày. Bèo hoa dâu không yêu cầu nhiều ngoài việc cung cấp ánh sáng trung bình để phát triển. Loại cây này cũng chịu khá tốt trong điều kiện khắc nghiệt của tự nhiên. Chọn các ao, hồ hay ruộng nước ngọt sâu vừa phải, mực nước luôn phải được duy trì, không thấp hơn mức 10cm. Bèo hoa dâu là một loại cây mảnh dẻ, phải thận trọng khi vận dụng để khỏi nát và cũng không nên để khô héo ngoài nước. Không được vứt nó xuống ruộng bừa bãi mà phải nghiêng rổ trong nước rồi lấy tay khẽ quậy cho bèo nhẹ nhàng rồi rổ trôi vào ruộng. Nếu sống trong môi trường nước giàu dinh dưỡng thì bèo sẽ sinh trưởng nhanh hơn, lá đều và đẹp hơn. Nên trước khi thả giống có thể bổ sung thêm phân trâu, bò đã hoai trộn với nước rồi tưới vào ruộng. Với tiềm năng kép là phân bón sinh học và thức ăn cho vật nuôi, làm cho bèo hoa dâu trở thành một nguồn đầu vào tự nhiên có hiệu quả, có các thành phần quan trọng cho cả trồng trọt và chăn nuôi, và đặc biệt là một loại thức ăn giàu đạm để nuôi ốc bươu đen hay còn được gọi là ốc nhồi. Trên đây là những điều thú vị mà bà con có thể chưa biết về cây bèo hoa dâu. Hy vọng qua video này sẽ giúp bà con hiểu nhiều hơn về cây bèo hoa dâu và có thể nuôi bèo để làm thức ăn cho gia súc, đặc biệt là để nuôi ốc bươu đen. Rất cảm ơn bà con đã theo dõi video và nếu bà con nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh và nhớ nhấn chuông để có thể cập nhật sớm nhất các video mà bên em gửi đến bà con. Xin chào bà con, hẹn bà con ở các video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.